Tiểu quận chúa vừa sinh ra đã bị bắt cóc, 5 năm tuổi đã tự mình trở về. Tôi sắp đói thành tia chớp rồi. Tại sao cha và mẹ vẫn chưa về? Tiêu Vương và Vương Phi không ở trong phủ, sao anh không nói sớm? Hại tôi đói từ sáng sớm đến tối mịt. Tiểu tổ tông không thể đi. Vạn nhỡ cậu đi rồi thì cha mẹ cậu lại về, đó không phải là bỏ lỡ sao? Đổ đầy dạ dày là quan trọng nhất. Không ăn gì, chỉ sợ không đợi được cha mẹ về mất. Anh ấy là tứ ca của bạn, tên Tiêu Cảnh Từ. Tứ ca đẹp trai quá. Tứ ca, cuối cùng muội cũng đợi được huynh rồi. Tên ăn xin ở đâu ra vậy? Vẫn chưa đuổi đi. Tứ ca ca, nếu huynh đuổi muội đi, không chỉ hối hận, còn sẽ bị cha và mẹ đánh mắng một trận. Tiểu cô nương này sáng sớm đã đợi ở cửa rồi. Tự xưng là con gái của vương phủ chúng ta. Tử công tử, ngươi cũng biết, mấy năm nay không biết có bao nhiêu tiểu cô nương đến nhận thân. Sao tôi dám để cô ấy vào? Kinh thành không ai biết. Tiểu quận chúa bị đánh cắp 5 năm rồi. Có rất nhiều tiểu cô nương nói mình là quận nhỏ bị mất, vẫn chưa đưa cô ta đi. Tứ ca, muội đói hoa mắt chóng mặt. Huynh có thể để muội cắn hai miếng trước được không? Tiểu cô nương, tôi sẽ cho cô hai cái bánh thịt. Mau đi đi. Cả năm nay, tứ công tử đối với tiểu cô nương đến cửa mạo danh tiểu quận chúa, tất cả đều được gửi cho quan phủ. Không thể chịu nổi khi nhìn một cô bé đáng yêu như vậy bị cha tấn. Tứ ca ca, muội tên là Y, muội có thể chứng minh muội là con gái của mẹ cha. 5 năm trước, sau khi tiểu Y bị người bí ẩn đánh cắp, được các nhà sư ở chùa Sơn giã bế về nuôi dưỡng, 3 ngày trước vịt vàng nhỏ báo mộng cho sư phụ. Sư phụ rốt cục biết thân thế của cô bé, để cô bé xuống núi tìm người thân. Những tiểu cô nương đến mạo danh em gái, tôi đều không biết quê danh của con bé. Tên ăn xin bẩn thỉu này lại biết. Cái mặt tên ăn xin này tuy bị bẩn nhưng vẫn còn hồng hào, mắt mày cổ linh tinh quái, có 3-4 phần giống như mẹ. Muội không phải là tên ăn xin, muội đã đi một chặng đường rất dài rất dài mới đến được kinh thành. Muội thật sự rất đói, rất đói. Bây giờ muội có thể ăn một con bò. Tứ công tử, khuê danh của tiểu quận chúa quả thật tên là Y, sao không để cô ấy ăn cơm sau mới hỏi tiếp? Tứ ca ca bế bế. Mặc dù tứ ca ca rất đáng yêu, nhưng muội sẽ không cắn tứ ca ca đâu. Đói quá chân mềm, muội ngất đây. Rất nhiều. Cuốn đầu tiên là bài viết về thần thú trộm cổ, há miệng nuốt vạn vật không gì không ăn, cả ngày không ăn. Tất nhiên là cô bé đói ngất rồi. Khẩu vị của tứ công tử trở nên tốt như vậy sao? Tứ công tử, không phải ngài ghét tay nghề của đầu bếp sao? Sao lại quét hết rồi? Tôi còn chưa ăn một miếng nào. Vậy mấy chục món ăn kia đều cho ăn rồi. Tất cả đều ở trong bụng tôi rồi. Hai tử này rốt cuộc đói mấy ngày rồi? Huynh là tứ ca ca của Y. Y, có thể chạm cho tứ ca sờ vào bụng nhỏ của muội. Người khác muội không cho chạm vào đâu. Bụng của nó không có phình lên, mấy món ăn vào đều đi đâu hết rồi? Ngươi không thấy đau bụng sao? Có lẽ là nhất đói rồi, lúc này mới ăn nhiều hơn một chút. Lão tử đưa nó ra khỏi phủ. Trẻ em bình thường không thể ăn nhiều như vậy. Con gái của Tiêu gia không thể là đứa trẻ bất thường được. Tiểu quận chúa vừa sinh ra đã bị bắt cóc, 5 năm tuổi đã tự mình trở về. Tứ ca ca, có phải huynh chê Y ăn quá nhiều đúng không, cho nên không chịu thừa nhận muội? Không phải. Chắc chắn có kẻ đứng sau tiểu cô nương này. Về phần nó có chút giống mẹ, chắc là trùng hợp. Tiểu cô nương này tuyệt đối không phải là em gái. Tứ ca ca, có phải huynh ghét Y hồi hám không? Muội đi tắm được không? Làm sao ngươi chứng minh ngươi là con gái của Tiêu vương phủ? Bánh bao sữa nhỏ này nhìn kiểu gì cũng giống kẻ lừa đảo đã qua đào tạo nhỉ? Sư phụ nói cái này có thể chứng minh. Ngọc bụi này, nó giống hệt như cái mà phụ vương tặng cho em gái. Y, mảnh ngọc này là của ngươi sao? Sư phụ nói khi ông ấy nhặt được muội, muội đã mang theo miếng ngọc này. Đây là tín vật duy nhất để tìm kiếm muội muội. Và những tiểu cô nương mạo nhận trước đây, không phải không có viên ngọc này, chính là trên người có một mẫu hoàn toàn khác nhau. Hai người các ngươi trước tiên mang Y đi tắm thay quần áo. Tứ công tử, Y nhất định là tiểu quận chúa. Nếu vương gia vương phi biết tiểu quận chúa đã trở về, chắc chắn sẽ không vội. Trước tiên hãy để nó ở trong phủ quan sát vài ngày. Tứ ca ca, có phải huynh bị muội đáng yêu quá dọa không? Y, huynh muốn hỏi muội vài vấn đề, muội phải trả lời trung thực. Bất chi bất giác,
Tiêu Cảnh Từ hỏi mười mấy câu hỏi, y trả lời vô cùng thuận, không sai sót chút nào. Tứ công tử gật đầu với Từ quản gia, lập tức phái người đi tìm ngôi chùa sơn dã kia, yêu cầu nhà sư đó xác nhận. Điều này đủ để chứng minh rằng y em gái ruột của tôi, nhưng còn phải tìm lại phụ vương mẫu hậu, xác nhận danh tính của muội ấy mới tính được. Tứ ca ca y buồn ngủ rồi, muốn ngủ đi, huynh sẽ đưa muội đi ngủ. Tiểu y đi đường xa như vậy sao có thể không mệt mỏi? Bàn chân nhỏ bé đầy thịt của con bé, đi bộ trên con đường núi hiểm trở. Nếu ngã thì sao? Gặp phải người xấu thì sao? Cũng không biết mấy năm nay, những ngày sống trên núi khó khăn nhường nào. Mặt trời đã phơi mông rồi, vẫn chưa dậy sao? Còn ồn đen ngươi biến thành vịt quay. Bên ngoài ồn lắm, hình như có chuyện xảy ra với tứ ca ca của bạn. Ngươi có cần chó như vậy không? Ngươi là vịt vương, không phải cẩu vương, ta là thần vịt lão tổ. Không biết sao nữa, hạ phàm liền trở thành phiên bản mini của vịt vàng. Hứa quản gia tứ ca ca đâu? Y tiểu thư, tứ công tử bị bộ khoái của Kim Triệu phủ bắt đi rồi. Tôi đã dặn tiểu tứ đi vào cung, báo cho nhị công tử đi rồi. Ôi, tứ ca ca phạm tội rồi. Tôi nhớ ra rồi, bốn vị ca ca đều là nhân vật phản diện. Tôi cũng không rõ, họ nói tứ công tử hại chết người, ăn cơm xong. Tôi đến Kim Triệu phủ xem. Mười cái bánh bao thịt, mười cái bánh bao, ba cái hỗn độn cộng với hai bát cháo cứ như vậy hết rồi. Tiểu vương phủ sẽ không bị hắn ăn nghèo đi ấy chứ. Ý ý tiểu thư, Kinh Triệu phủ không phải là nơi người nên đi, người cứ ở trong phủ đi. Ba người các ngươi đi theo, đừng để ý tiểu thư bị thương. Là vịt vàng nhỏ, trên đường đi bổ sung nhiều thông tin cho cô, tình hình của tứ ca ca. Tiêu Cảnh từ 18 tuổi liền giàu có một phương, chiếm hẳn ba con đường lớn ở kinh thành. Tất cả của hàng đều nằm trong tay hắn. Trong vòng tròn của kinh thành, tất cả mọi người tặng cho hắn một con hồ ly, trông có vẻ dịu dàng và tốt bụng. Trên thực tế, thủ đoạn vô cùng âm hiểm xảo trá, gần như lũng đoạn kinh doanh của cả kinh thành. Vừa mới chào đời đã bị bắt cóc tiểu quận chúa, 5 năm sau tự mình trở về. Ngay lúc này lại đứng trước công đường nói muốn bảo vệ tứ ca. Quận chúa, chúng ta đã tới nơi rồi. Hắn là người của Tiêu vương phủ thì có thể lộng hành sao? Dù cho hắn là hoàng tử tôn thất, ta cũng sẽ tố cáo lên Ngọc Hoàng để đòi lại công lý cho lão già nhà ta. Như đại nhân, ngài là thanh thiên đại lão gia không sợ cường quyền, xin đại nhân nghiêm trị kẻ hung đồ đánh người, để bảo vệ công lý cho bá tánh chúng ta, cho con trai tôi chết rõ ràng. Đây là mẫu thân của Mạc Tử Kỳ, chủ tiệm lụa. Nhà họ sản xuất lụa mỏng như mây, tên là Thanh Vân Tiêu, bị Tiêu Cảnh Từ để mắt đến, ép buộc hợp tác. Mạc lão bản từ chối thẳng thừng. Tiêu Cảnh Từ liền phái người lẻn vào kho nhà Mạc lão bản lúc nửa đêm, thả hàng chục con chuột, chuột cắn hỏng lụa Thanh Vân Tiêu, khiến nhà họ Mạc lỗ mặt 4 vạn lượng. Đây là phu nhân của chủ tiệm tinh khí, chú Bá Văn. Tiêu Cảnh Từ chỉ đạo người trung gian bán cho chú lão bản một lô hàng, khiến chú lão bản lỗ mất 5-6 vạn lượng. Chú lão bản tối qua đã tự vẫn tại nhà. Kinh thành ai ai cũng biết bốn vị công tử của Tiêu vương phủ, danh tiếng của họ quả thực vang dội, nhưng người kinh thành đánh giá họ rằng nên trở về bụng mẹ mà làm lại. Tiêu Cảnh Từ đã ép chết 2 mạng người, người có nhận tội không? Binh bất yếm trá, chiến trường là vậy, buôn bán cũng thế. Chu lão bản và Mạc lão bản không chịu nổi áp lực, chọn cách bỏ lại người thân và đi vào cõi chết. Ta không ép họ. Lưu đại nhân, ta đã phạm điều luật nào? Ha ha, dường như không có tiền lệ nào để tham khảo. Trong kinh doanh, nói chuyện kinh doanh, ta chỉ sử dụng những thủ đoạn buôn bán thông thường. Hai vụ án mạng này không liên quan đến ta. Đại nhân, chú Bá Văn đã tự vẫn là trúng độc, Mạc Tử Kỳ cũng đã tự vẫn, trước khi chết chắc đã uống nhiều rượu. Đại nhân, lão già nhà ta khỏe mạnh sao lại trúng độc?
chắc chắn là Tiêu Cảnh Từ phái người bỏ độc vào trà nước của lão gia ta. Con trai ta luôn yêu thương đệ đệ muội muội, không thể nào bỏ chúng ta mà nhảy sông tự vẫn. Tiêu Cảnh Từ đã phái người lợi dụng lúc con trai ta say rượu đẩy nó xuống sông. Nếu Lưu đại nhân không xử lý nghiêm, ta sẽ tố cáo lên trên. Lưu đại nhân căm ghét cái ác như thù, không sợ quyền quyền, được hoàng đế trọng dụng, có quyền tấu sớ, từng là phò mã, quan viên lại bộ, chỉ e lần này Tứ công tử không có kết cục tốt. Dù cuối cùng sự thật sáng tỏ, Tứ ca không trực tiếp hại chết Chu Bá Văn và Mạc Tử Kỳ, bách tính chỉ muốn tin vào sự thật mà họ nghĩ, cho rằng Tứ ca ép chết người. Ta muốn rửa oan cho Tứ ca. Hôi quá, lớp lông quý giá của ta không thể dính mùi hôi. Đại nhân, tối qua ta nhìn thấy từ xa Mạc lão bản từ tiệm cũ xuất ra, đi đến bờ sông Ngọc Đái. Một người áo đen đột nhiên xuất hiện, đẩy hắn xuống sông. Người áo đen đó có dáng người tương tự hắn. Đại nhân, khi ta thức dậy, thấy trên tường phía thư phòng có bóng đen lướt qua, dáng người giống hắn. Chu lão bản, Mạc lão bản, chỉ là những thương nhân nhỏ bé, vẫn là bại tướng dưới tay công tử ta. Công tử ta có lợi ích gì từ họ? Hơn nữa, nếu công tử ta thực sự muốn, cần phải tự mình ra tay sao? Tiêu Cảnh Từ, ngươi thật ngông cuồng. Do tình tiết phức tạp, chọn ngày khác xét xử. Tứ ca là người tốt nhất trên đời, không thể làm chuyện phạm pháp. Sao muội lại đến Kinh Triệu phủ? Đại nhân, ngài đã xem thi thể của hai người chết chưa? Bản quan đương nhiên đã xem. Tiểu cô nương, ngươi không thể đến đây, mau về nhà đi. Ta có thể chứng minh Tứ ca không liên quan đến hai vụ này. Ha ha ha, Y không được nghịch ngợm. Về phủ đi, Tứ ca. Y muốn bảo vệ huynh, không để ai bắt nạt huynh. Sao trong lòng lại chua chát nhưng ngọt ngào? Từ khi phụ hương và mẫu thân rời kinh, chúng ta bốn huynh đệ mỗi người một hướng, tự lo liệu chuyện của mình, đã quen với việc chiến đấu một mình. Nay tiểu muội vừa trở về đã muốn bảo vệ ta. Tiểu quận chúa vừa sinh ra đã bị bắt cóc, 5 năm tuổi đột nhiên tự trở về, vừa rồi vừa phá được một vụ án lớn tại công đường. Ngươi là mỗ tác phải không? Ngươi đã kiểm tra Chu lão bản, vậy hắn đã trúng loại độc gì? Ta chưa kịp kiểm tra Chu lão bản trúng độc gì. Ta biết rồi, Lưu đại nhân, xin hãy đưa Chu lão bản đến đây. Ta bị một đứa trẻ con chỉ huy làm việc, ta làm nghề này mười mấy năm, lại bị một đứa trẻ thách thức. Ngươi là một đứa trẻ phải biết gì? Đây là công đường, không được nói bậy. Ngươi hãy thừa nhận đi, ngươi sợ thua ta nên không dám đưa thi thể lên đây. Ngươi sợ thua mất công việc này, ta sao có thể sợ ngươi? Đại nhân, xin hãy đưa thi thể lên công đường. Nó nên được nằm trong vòng tay cha mẹ làm nũng, nhưng nó lại phải đối mặt với hiểm ác nhân gian ở công đường, chỉ để bảo vệ ta. Ta là anh trai mà, thật là. Đại nhân, nó là người của Tiêu Vương phủ, chắc chắn sẽ tìm mọi cách để bảo vệ gia đình, rửa sạch nghi ngờ. Lời nó nói không thể tin được. Đứa trẻ này thì biết gì? Đại nhân, ngài là người phá án như thần, được vạn dân kính trọng, thanh thiên đại lão gia, lại bị đứa trẻ rắt mũi. Oai nghiêm của quan đâu, làm tổn hại đến danh tiếng của ngài. Nếu chuyện này lan ra, danh tiếng tốt mười mấy năm của ta chẳng phải sẽ tiêu tan sao? Ngươi thật sự nhìn thấy Tứ ca đẩy Mạc lão bản xuống sông Ngọc Đái? Lúc nào, ở phía nào của sông Ngọc Đái? Khoảng giờ xử. Đây là của ta, trả lại cho ta, lão nãi nãi. Đây là túi tiền của Mạc lão bản sao? Ta tự tay may cho con trai ta, sao lại ở trên người hắn? Đại nhân, kẻ ăn mày, Mạc lão bản tối qua đi đến tiệm rượu, chắc chắn mang theo túi tiền này. Tại sao túi tiền của Mạc lão bản lại ở trên người ngươi? Ta nhặt được, Mạc lão bản uống say, túi tiền rơi ra, dây và khóa của túi tiền này đều bị đứt. Rõ ràng là bị ai đó giật mạnh. Kẻ ăn mày thấy Mạc lão bản say rượu, liền đi theo giật túi tiền của hắn. Kẻ ăn mày vô tình đẩy Mạc lão bản xuống sông, đây là suy đoán hợp lý nhất. Kẻ ăn mày nhớ rõ thời gian và địa điểm xảy ra vụ án, chứng tỏ hắn rất có khả năng là người trong cuộc. Đại nhân, ta bị oan, người đâu, đưa hắn đi. Ta khai hết. Tiểu Y chỉ vài lời đã tìm ra chân tướng. Đầu óc này không phải bình thường, nhìn khắp thiên hạ cũng chỉ có một.
Tứ ca, muội có giỏi không? Ý rất giỏi. Tứ ca cũng rất giỏi nhé. Tứ ca là nhường muội đấy. Đại nhân, Chu Bắc Văn đã được đưa đến. Đừng nói ta bắt nạt ngươi nhé. Ta cho ngươi một cơ hội. Bây giờ ngươi kiểm tra Chu lão bản trúng độc gì thì nói đi. Đại nhân, có thể mời một vị đại phu nổi tiếng đến kiểm tra không? Người đâu, mời đại phu. Đại nhân, đây là vụ án mạng. Để đứa trẻ này phá rối thì ra thể thống gì? Đại nhân phá án, hắn liên tục chỉ tay năm ngón, rõ ràng là có ý đồ xấu. Còn nhỏ tuổi mà đã học được mưu kế gian trá, lớn lên thì còn gì nữa? Không phải yêu phi hại nước thì cũng là nữ ma đầu giết người không chớp mắt. Chu lão bản cưới phải người vợ như ngươi thật là bất hạnh. Ngươi có ý gì? Chu lão bản cưới ngươi làm vợ, lại không nghĩ đến việc điều tra rõ chân tướng để hắn chết rõ ràng. Nếu Chu lão bản nghe thấy, chắc chắn sẽ tức giận mà đứng dậy. Ngươi, lưỡi ngươi không thẳng hay ngươi đang tức giận? Đại phu đều biết miệng ngươi kết nối với não trái. Ngươi nói tiếp đi, có phải hôm nay ra ngoài não trái bị lửa đá, bên trong mọc cái bướu? Ha ha ha. Tiểu Y tính cách và đầu óc này hoàn toàn không thua kém ai ở Tiêu Vương phủ. Đại nhân, qua nửa giờ kiểm tra của thần, Chu lão bản có thể trúng một trong hai loại độc chậm. Tiểu cô nương, ngươi biết độc chậm là gì không? Ngươi là người của Tiêu Vương phủ, tiểu quận chúa của Tiêu Vương phủ mất tích 5 năm, ngươi từ đâu truy ra? Không ai dạy ngươi, hôm nay ta miễn cưỡng dạy ngươi nhận biết độc tính. Tiểu quận chúa của Tiêu Vương phủ là người ngươi có thể xúc phạm sao? Ngươi tìm chết, tứ công tử của Tiêu Vương phủ. Lật mặt cái quá là hung tàn, lạnh lùng như vậy. Không đúng, Tiêu Vương phủ đã tìm thấy tiểu quận chúa mất tích rồi. Tứ ca, đừng giận nhé. Đầu óc hắn bị kích thích mới như vậy. Đại nhân, người này gầy như que củi, môi và móng tay tím tái, nội tạng có độc, chắc chết do suy hô hấp. Hắn đã hút chất độc chậm khoảng 3-4 tháng. Đại nhân, hắn thật vô lương tâm, dám đầu độc lão gia ta từ 3-4 tháng trước. Đại nhân nhất định phải chém đầu hắn. Đại phu Túc Tĩnh, có phải là hai loại độc này không? Không phải, Chu lão bản đã hút A Phù Dung cao 3-4 tháng rồi. Hắn trúng độc quá sâu mới như vậy. Người sao biết được? Đại nhân, người chết thực sự đã hút A Phù Dung cao. A Phù Dung cao là thứ triều đình cấm dùng, ta không phát hiện ra cũng là bình thường. Tiểu Y biết kiểm tra độc. Tiểu Y thật đại nhân, xin hãy phái người đến thư phòng của Chu lão bản lục soát. Người đâu, đi lục soát nhà họ Chu. Là tiểu tư của nhà họ Chu. Lão gia của ngươi bắt đầu dùng A Phù Dung cao từ 3 tháng trước, phải không? Chu lão bản, đúng là từ 3-4 tháng trước trở nên vàng vọt gầy gò, thỉnh thoảng chóng mặt nhức đầu, còn buồn nôn và nôn mửa. Đại nhân, đã tìm thấy rồi. Đại nhân, đây đúng là vụ án A Phù Dung cao. Hai vụ án mạng này không liên quan đến Tiêu Tĩnh Từ, cũng không ép chết hai người chết. Tứ ca là người tốt bụng và giỏi nhất thế gian. Các người đang oan uổng tứ ca, ta sẽ không khách sáo đâu. Chúng ta đi, ca ca dẫn muội đi tử lâu ăn ngon. Được, được. Tứ ca, muội ăn đến mức huynh nghèo luôn, không được khóc nhé. Muội ăn không kịp tốc độ kiếm bạc của ta đâu. Cứ ăn đi, tứ ca. Huynh là đậu hũ trắng mịn, muội muốn cắn một miếng được không? Y nhất định là em gái ruột. Dù không phải, ta cũng nhận định là em gái này. Y, sao muội biết Chu lão bản lâu dài dùng A Phù Dung cao? Muội hiểu y thuật, muội nhìn một cái là biết. Danh y nổi tiếng kinh thành Cao Đại Phu, nhìn một cái cũng chưa chấp nhận ra muội tinh thông y thuật. Ai dạy muội vậy? Sư phụ dạy y. Không thể để tứ ca biết. Ta ở thần giới, rảnh rỗi không có việc gì, bèn cuốn lấy tiên y quan, học mấy chục năm y thuật và luyện đan thuật. Trong chùa núi có không ít sư tăng, cao nhân thấy ngoại tinh thông y thuật cũng không lạ. Tiểu muội còn bập bẹ tập nói, chập chững tập đi, đã phải giúp sư phụ phơi thuốc, bị y thuật khô khan làm khổ. Ăn chậm thôi, sẽ nghẹn đấy. Tứ ca, huynh không ăn, muội sẽ ăn hết đấy nhé. Ta cũng ăn. Muội không thấy no sao? Hôm qua con bé ăn nhiều, có lẽ vì đói mấy ngày, hôm nay lại ăn nhiều như vậy, chắc chắn có vấn đề. Chỗ này chỉ đủ nhét kẽ răng của y. Tứ thiếu gia, mời ra ngoài một chút, có việc cần bàn với ngài. Y, tứ ca, ra ngoài một chút, ta sẽ quay lại ngay.
Nhã phòng này sao có thể để đứa trẻ xuất thân thấp kém dùng? Hơn nữa đứa trẻ này ăn nhiều như vậy, cách ăn còn thô lỗ xấu xí, chắc chắn là ăn trực. Đồ tạp chủng, cút ra ngoài. Cô ta là người của Tiêu Vương phủ, bố nuôi của Tứ công tử, là cháu gái của Cao Mụ Mụ, Liên Vũ tiểu thư. Có người đưa mặt đến tình đánh kìa. Người điếc à? Nhã phòng này chỉ có ta dùng được. Đứa tạp chủng nhà ngươi không xứng đáng ăn trực ở đây. Ha ha ha, ta cứ ăn ở đây. Ngươi làm gì được ta? Một con hung thú càng cười dễ thương, ra tay càng bạo lực. Có người sắp gặp rắc rối. Từ lâu này là của Tứ ca ta, cũng là của ta. Ngươi không cút, ta sẽ bảo tiểu nhị đuổi ngươi ra đường, đánh cho ngươi một trận, cho mọi người thấy kết cục của việc ăn trực. Cao Mụ Mụ dạy riêng hắn, gọi bốn vị công tử là cữu cữu, nhưng Liên Vũ nhất định gọi họ là ca ca, thấy gọi ca ca thân thiết hơn. Tứ ca của ta không phải tứ ca của ngươi. Ngươi trông xấu xí, sao đầu óc cũng chứa đầy phân chim phân chó, gọi loại người khác là ca ca vậy? Liên Vũ lớn lên ở Tiêu Vương phủ, người hầu trong phủ đều nể mặt Cao Mụ Mụ, phải định bợ bà ta. Dù ở trong phủ hay bên ngoài, không ai dám mắng hắn, bắt nạt hắn. Đứa tạp chủng này chiếm phòng nhã của ta còn mắng ta xấu, đáng bị đánh. Không biết mặt ngươi có thối như miệng ngươi không? Thối. Nãi nãi, mặt đau quá. Đồ tạp chủng, ngươi dám đánh ta, ta đánh chết ngươi. Ngươi phun đầy phân, mặt ngươi xấu đến người và thần đều phẫn nộ. Ta rửa sạch cho ngươi nhé. Ngươi bắt nạt ta, tứ ca sẽ báo thù cho ta. Giết ngươi, hung thú đã nâng tay rồi. Tiêu Tứ công tử là người bảo vệ gia đình, rất yêu thương Liên Vũ tiểu thư. Hôm nay cô gái này sẽ gặp rắc rối. Tứ ca, đứa tạp chủng thấp kém này bắt nạt ta, đánh ta, còn đổ canh lên đầu ta. Tứ ca, đứa tạp chủng bắt nạt ta là bắt nạt huynh, là bắt nạt Tiêu Vương phủ. Tứ ca, đứa tạp chủng không coi Tiêu Vương phủ ra gì, đáng chết. Câm miệng. Tứ ca đang mắng ta sao? Tứ ca chưa bao giờ mắng ta. Cô ấy muốn đuổi muội ra ngoài, còn muốn đánh muội. Không phải đâu, tứ ca, cô ta nói dối. Cô ta quá nham hiểm, đồ tạp chủng. Tứ ca coi ta như muội muội ruột, sẽ không để ta bị tổn thương chút nào. Ngươi chết chắc rồi. Chủ nhà, ta cũng không rõ tình hình, nhưng Liên Vũ tiểu thư khóc rất thảm, chắc là bị bắt nạt dữ lắm. Tứ ca, huynh giận rồi sao? Tứ ca không phải của ngươi. Ngươi, đồ tạp chủng cũng xứng gọi tứ ca và Tiêu Vương phủ. Tứ ca là của y, tứ ca không phải của ngươi. Ngươi giống như đám tạp chủng đến nhận người thân, không biết xấu hổ. Tứ ca, tam ca sẽ không bị ngươi lừa đâu. Liên Vũ, y là em gái ruột của ta, là tiểu quận chúa mà vương phủ tìm kiếm nhiều năm. Ta không muốn nghe thấy từ đồ tạp chủng thấp kém nữa. Không thể nào, tứ ca, huynh nhầm rồi. Cô ta sao có thể là tiểu quận chúa? Tiểu quận chúa đã chết rồi. Tứ ca, sao huynh có thể? Chỉ là người hầu, nhớ lấy thân phận của ngươi, không được bất kính với tiểu quận chúa. Chết. Tứ ca là ca ca tốt nhất trên đời. Y thích tứ ca nhất. Y là em gái ruột của ta, của ta cũng là của Y. Y nói gì cũng là ta nói, các ngươi phải tuân lệnh. Định bợ sai người, không được. Đứa tạp chủng này chắc chắn là kẻ lừa đảo, cướp tứ ca của ta, còn cướp cửa tiệm của tứ ca. Ta chẳng còn gì cả. Tứ ca, nhỡ đâu nó không phải là tiểu quận chúa thì sao? Từ nay về sau ngươi phải gọi ta là tứ công tử. Liên Vũ tiểu thư hoàn toàn thất sủng rồi sao? Tứ ca, sao huynh có thể đối xử với ta như vậy? Đồ tạp chủng, chờ đấy mà xem. Tiểu quận chúa bị bắt cóc ngay khi vừa chào đời, 5 tuổi lại tự trở về. Ngay lúc vừa rồi, tiểu quận chúa này còn đẩy đại thẩm vào tường, không thể gỡ xuống. Láo xược, nếu ta phát hiện, có thể nhân cơ hội vạch trần mưu kế của tiểu tiện chủng. Tứ ca nhất định sẽ ghét tiểu tiện chủng, còn đuổi tiểu tiện chủng ra khỏi vương phủ. Ta có nhiều cách để trừng trị tiểu tiện chủng. Tứ ca, y vừa mệt vừa đói, tay chân mềm nhũn. Tiểu tiện chủng đã 5 tuổi, còn muốn nằm trong lòng tứ ca ăn sáng. Vô liêm sỉ, lòng tứ ca thật ấm áp. Liên Vũ tỉ tỉ, canh đào hoa còn một ít, tỉ muốn thử không? Nó là người hầu, không có tư cách ngồi bàn. Liên Vũ tỉ tỉ, tỉ ra ngoài góc tường ngồi ăn đi. Ta không ăn, ta không phải chó. Ái da, đau quá, bánh này có độc. Tứ ca, huynh đừng ăn, mau vứt đi. Bánh hoa hồng ta làm không thể có độc. Có phải ngươi đã ăn thứ gì không sạch sẽ không? Tứ ca, bụng muội không đau. Ta tin y, ngươi đang nói bậy.
Tứ công tử, Liên Vũ sao dám nói bậy? Vừa rồi ta gặp tiểu quận chúa, cô ta nói chính miệng rằng cô ta không phải tiểu quận chúa, cô ta muốn đầu độc huynh. Tứ ca, ta chưa từng nói, ngươi nói dối. Đừng hòng chối cãi. Bị tiểu tiện chủng lừa, ngươi không đau sao? Tất nhiên là đau, đau chết đi được. Tứ ca, hắn không chỉ ăn đau bụng mà còn ăn hỏng cả đầu. Liên Vũ tỷ tỷ, ta biết chút y thuật, để ta xem đầu ngươi có nhét phân chó hay phân lợn không. Ngươi đừng chạm vào ta. Giọng ngươi lớn thế này, khí lực dồi dào, trông không giống bị trúng độc. Chẳng lẽ ngươi giả vờ? Tứ công tử, có lẽ chỉ miếng bánh đó có độc. Có lẽ tiểu quận chúa ghét ta giành mất tình cảm của tứ công tử, nên muốn đầu độc ta. Tiểu tiện chủng, ngươi đến số rồi. Liên Vũ tỷ tỷ, ngươi không bị trúng độc, ngũ tạng lục phủ của ngươi chứa đầy độc. Ngươi là người độc, sẽ đầu độc chết những người xung quanh. Ta có thể giúp ngươi giải độc. Để mặt tứ ca, ta không lấy tiền. Tiểu nãi qua mắng người thật đáng yêu. Ta không phải người độc. Tứ công tử, ta khó chịu quá. Ta sắp chết rồi phải không? Mau đi gọi quốc y đến, chết cũng tốt. Để y trong sáng, không nhìn thấy những thứ bẩn thỉu đó. Kỳ lạ, cô ta không bị trúng độc. Liên Vũ lén nháy mắt, lại giả vờ hấp hối. Hắn hiểu rồi, không nói gì tiếp tục điều tra. Hắn có thể làm phủ y ở phủ Tiêu Vương là nhờ Cao Mụ Mụ tiến cử. Đào Mụ Mụ là ân nhân, hắn phải báo ân. Tứ công tử, Liên Vũ tiểu thư đúng là bị trúng độc, chi bằng đưa Liên Vũ tiểu thư về trước, tiểu nhân sẽ chữa cho cô ấy. Cô ấy trúng độc gì, tiểu nhân nhất thời chưa thể xác định. Tứ ca, y có cách giải độc, chỉ cần đếm đến 10. Y thử xem. Tứ công tử, đây là tính mạng con người, không thể làm bừa. Tiểu quận chúa thân thể quý giá, là cành vàng lá ngọc, sao có thể để cô ấy chạm vào độc vật. Y biết chút y thuật, sẽ không sao. Tiểu quận chúa đúng là thần đồng trăm năm có một, nhưng tiểu quận chúa mới 5 tuổi, tay chân chưa đủ nhanh nhẹn, thật sự rất nguy hiểm. Tứ công tử, Liên Vũ là người hầu, không dám làm phiền tiểu quận chúa. 1, 2. Sức mạnh của tiểu nãi oa lớn như vậy, đây chính là thần lực trời sinh trong truyền thuyết. Một con hung thú cuối cùng cũng phát điên. Ở nhân gian, tiên pháp của y bị cấm, nhưng thần lực trời sinh vẫn còn. Liên Vũ ngã xuống đất, ngã đến nỗi tim gan tỳ phổi thận đều nghi ngờ. Tứ ca, hắn phun máu độc ra rồi. Ủa, không phải nói hắn trúng độc sao? Tại sao máu của hắn không bẩn? Có một số máu độc không bị bẩn. Vương phủ không nuôi kẻ vô dụng, đánh gãy chân đuổi ra khỏi phủ. Tứ công tử, ta sai rồi, xin người tha cho ta lần này. Y thuật không tinh thông, không đến mức đánh gãy chân. Tứ ca, đuổi hắn ra khỏi phủ là được. Nội tạng Liên Vũ bị thương, không nặng nhưng đủ để cô ta đau đớn. Liên Vũ tỷ tỷ giả vờ trúng độc, vu oan muội hạ độc, hại tứ ca. Cô ta làm vậy vì ghét muội sao? Y, cô ta không có tư cách ghét muội. Muội muốn ai chết thì người đó sẽ chết. Muội có thể xử lý Liên Vũ tỷ tỷ không? Người hầu trong phủ muội đều có thể xử lý, ngay cả ta cũng vậy. Muội thích tứ ca nhất, không nỡ để tứ ca bị thương. Ha ha, nếu muội xử lý Liên Vũ tỷ tỷ, Cao Mụ Mụ chắc chắn sẽ đau lòng. Tứ ca, dù là hoàng tử vương tôn hay dân thường, dù cao thấp sang hèn, mạng người là quý nhất, không thể tùy tiện trà đạp. Đây là điều sư phụ dạy muội. Sư phụ còn dạy muội, không thể tùy tiện quyết định sinh tử của người khác, chỉ có luật pháp triều đình mới có thể. Ân, y nói gì cũng đúng. Tứ ca, huynh sẽ giống muội, bắt kẻ xấu giao cho quan phủ xử lý chứ. Tứ ca, huynh 18 tuổi rồi, sao còn kém hơn cả y? Ăn uống làm rơi vãi nhiều như vậy, hạt gạo nào cũng quý giá, không được lãng phí. Ta chỉ ăn bánh hoa hồng. Vậy ai đã ăn trộm thịt vàng? Lão tử ăn đường đường chính chính, ngươi ăn gì trong lòng ngươi không biết sao? Nhìn xem trên bàn rơi vãi những gì. Tứ ca, ngày mai ta làm cơm trưa cho huynh ăn được không? Được, Liên Nhi. Thuốc sắp xong rồi. Chịu khó một chút, nãi nãi. Đau quá nãi nãi. Không phải bà nói sẽ đuổi tiểu tiện chủng ra khỏi vương phủ sao? Sao cô ta vẫn ở trong vương phủ? Liên Nhi, ta đã nghĩ ra cách rồi. Con cứ yên tâm đợi 2 ngày,
Nãi nãi, Sư ca ngày càng không thích con nữa, phải làm sao? Con là một đứa trẻ thông minh, con sẽ nghĩ ra cách làm huynh ấy vui, đúng không? Đúng, con nhất định sẽ nghĩ ra cách. Tiểu tiện chủng làm đồ ăn ngon cho tứ ca ăn. Con cũng có thể. Tiểu quận chúa bị bắt cóc từ khi mới sinh, 5 năm tuổi lại tự mình trở về. Vừa rồi, tiểu quận chúa này lại đánh anh ruột thành đầu heo. Kinh thành chắc chắn có nhiều món ăn ngon. Chúng ta đi săn lùng. Tam công tử, nhị công tử mấy ngày không hồi phủ, không chừng hôm nay sẽ hồi phủ. Tiểu quận chúa chi bằng ở trong phủ đợi họ. Tam ca, nhị ca sao không hồi phủ? Tam công tử là bạn đồng hành của thái tử, ở Đông Cung hầu hạ thái tử điện hạ. Nhị công tử ở trong cung bàn chuyện quốc sự. Nghe nói Tây Nam có động đất, nhiều người chết bị thương. Các người ba người đi với ta. Bánh bao thịt, xíu mại, hoành thánh. Kinh thành có phố ăn vặt không? Ừ, sao các ngươi không trả lời ta vậy, tiểu quận chúa? Nô tài không gọi là bánh bao thịt, xíu mại, hoành thánh. Trong mắt của một kẻ tham ăn chỉ có đồ ăn ngon. Bánh bao thịt, xíu mại, hoành thánh ở vương phủ ngon mà. Các người ba người gọi là bánh bao thịt, xíu mại, hoành thánh. Dễ nhớ, ha ha. Tiểu quận chúa ban tên là vinh dự tột đỉnh, là phúc đức ba đời nhà nô tài. Còn không bái tạ tiểu quận chúa ban tên. Bái tạ tiểu quận chúa ban tên. Tiểu nhân biết ở phố Thanh Phong có mấy cái quán nhỏ, quán ăn vặt tiểu quận chúa chi bằng đi nếm thử. Đi, 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 sớm muộn gì một kẻ tham ăn sẽ ăn hết kinh thành. Ha ha ha. Tiện dân đúng là thấp hèn, vì một chút vàng mà không cần mạng. Bảo vệ thái tử điện hạ, để tránh thái tử điện hạ bị va chạm. Bổn cung ngồi trong xe, những tiện dân này không làm gì được bổn cung. Thái tử điện hạ, chúng ta đi trước đi. Không vội, bổn cung còn chưa nắm đủ. Tiểu quận chúa, phía trước có loạn, chúng ta đi đường vòng đi. Có phải nhiều dân chúng bị thương không? Ít nhất có mười mấy người thương vong, chắc có người bị giẫm chết rồi. Tiểu quận chúa chắc là công tử nhà nào, lại ném vàng ra đường, thu hút dân chúng nhặt. Mỗi lần có người ném vàng là có người bị thương. Các ngươi, một người đi tìm quan binh gần đó, hai người đi theo kẻ ném vàng, không để chúng chạy thoát. Tiểu quận chúa, đây không phải việc của ngài, chúng ta mau đi thôi. Người đâu, biến mất rồi, gặp ma rồi. Nếu tiểu quận chúa mất một sợi tóc, chúng ta xong đời luôn. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng quên ngươi chỉ mới 5 tuổi. Tiểu muội muội đánh tam ca, trò hay bắt đầu. Tiện dân không tranh nữa, không vui, đi. Đi ăn ở Tử Lâu. Thái tử điện hạ, chi bằng đi Phụ Quy Lâu. Ngươi lên đây bằng cách nào? Có phải ngươi ném vàng không? Phải thì sao? Ngươi hại nhiều dân chúng thương vong. Ngươi đáng chết, ngươi phải xin lỗi họ. Đi quan phủ nhận tội. Con phải bồi thường đủ bạc cho gia quyến họ. Con nhà đầu, bổn cung ban vàng cho dân chúng là thương xót nỗi khổ của họ. Họ tranh vàng bị thương vong, liên quan gì bổn cung? Chuyện gì vậy? Ngươi cũng ném vàng phải không? Ngươi theo chủ tử của ngươi hại chết nhiều người như vậy. Ngươi là kẻ xấu xa. Cha mẹ ngươi sinh ngươi ra để ngươi hại dân chúng sao? Trông người mà không ra người, lại đi làm một con chó dựa thế hiếp người. Tự nhiên đã làm chó rồi thì mặt mũi này cũng không cần nữa. Trả lại cho ông trời. Xoảng. Ngươi đánh kẻ mặc hồng bào là tam ca của ngươi, Tiêu Cẩm Dực. Ô Thảo, sao ngươi không nói sớm? Tiểu quận chúa này, trên đường đánh tam ca ca thành đầu heo. Vừa mới đây, tam ca ca đầu heo bị tiểu quận chúa đánh bay lên trời. Trời ơi, đau chết ta rồi. Con nhà đầu thối, ta tìm được ngươi, nhất định băm ngươi thành thịt băm cho ăn. Tiểu quận chúa người đã về, tam công tử đã về phủ, nhưng bị thương rồi, đang nằm trong phòng. Tiểu quận chúa muốn đi thăm tam công tử không? Tam ca ca giọng non nớt này, sao nghe quen vậy? Ngươi theo chủ tử ngươi hại chết nhiều người, ngươi là kẻ xấu. Cha mẹ ngươi sinh ngươi là để ngươi hại dân sao? Là con nhà đầu thối đó. Ôi ôi, ta đau bụng, ta muốn đi vệ sinh. Chỉ cần vào phòng ngủ là an toàn rồi.
con mãnh thú này cũng có ngày sợ hãi. Lão tử muốn nghỉ ngơi 5.000 năm. Con nha đầu thối đứng lại. Huynh là Tam ca ca sao? Chào huynh, ai là Tam ca ca của ngươi? Con nha đầu thối, hôm nay không bằng ngươi ta tự móc mắt. Tam công tử mau buông tay. Đây là tiểu quận chúa, ngươi làm tiểu quận chúa sợ rồi. Ta không có em gái như vậy. Huynh băng ta, cha mẹ sẽ hấp lục chiên huynh. Huynh còn thảm hơn ta. Hay huynh suy nghĩ lại đi. Mẹ cưng con gái, nói chỉ cần con gái không cần con trai. Cha còn quá đáng hơn, cầu nguyện với tổ tiên, nguyện dùng bốn con trai đổi lấy con gái. Nếu ta băng tiểu muội muội, kết cục của ta. Đợi đã, con nha đầu thú này thật là tiểu muội mất tích 5 năm sao? Tam ca ca, đầu heo của huynh thật chói mắt. Không cẩn thận sẽ bị đồ tể bắt đi như heo. Giết mất mau về phòng nằm. Quản gia ngươi sẽ không cho đồ tể vào đâu. Ta thành ra thế này chẳng phải do ngươi đánh sao? Đầu heo à, ta cũng muốn biến ngươi thành đầu heo. Quản gia hứa, Tam ca ca muốn đánh ta. Cha mẹ biết Tam ca ca bắt nạt ta. Có phải sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con không? Tất nhiên rồi, vương gia vương phi thương tiểu quận chúa nhất. Ba công tử dám đánh người, ta sẽ không cho hắn ăn. Sao có cảm giác đại bàng bắt gà con? Cho người một like. Quản gia hứa uy vũ bá khí. Ngươi đừng chạy, hôm nay ta phải bắt được ngươi. Tam công tử, ngươi lớn thế này sao lại chấp với tiểu quận chúa? Tiểu quận chúa đừng chạy, cẩn thận ngã. Y dùng công phu trên tiên giới, chân trái đạp chân phải đạp chân trái, cứ thế mà lên cây. Các ngươi làm gì? Tứ công tử, người đã về. Tiểu quận chúa lên trời rồi. Tiểu quận chúa chết rồi sao? Y sao lại trèo cao thế? Tam công tử, ta muốn đánh nó. Tiêu Cẩm Dịch, Y là tiểu muội của chúng ta. Lão Tứ, nó có phải tiểu muội của chúng ta không? Phải cha mẹ nhận mới tính. Mặt ta thành thế này là do con nhà đầu thú này đánh. Y đừng sợ, đừng buông tay, ôm chặt ta sẽ cứu muội xuống. Tứ ca, muội không xuống. Tam ca ca muốn đánh muội. Con nhà đầu thối, mau xuống đây, nếu không ta sẽ đánh nát môn ngươi. Tiêu Cảnh Tử vì con nhà đầu thối này, ngươi không cần huynh đệ nữa sao? Tiêu Cẩm Dực vừa giận vừa tủi, vốn đã bị hủy dung, bị thương còn bị lão Tứ chửi. Nếu y có gì bất chắc, ta sẽ chặt huynh ra 8 khúc. Các người mau đi lấy thang. Giờ với Tiêu Cảnh Tử, huynh đệ gì đó đều là phù vân, tiểu tài tài là mạng hắn. Tiêu Cẩm Dực tức giận hầm hầm, hắn và Tiêu Cảnh Tử là song sinh, hôm nay lại vì con nhà đầu thối mà trở mặt thành thù, thật được cười. Tiểu quận chúa bị bắt cóc từ khi mới sinh, 5 năm tuổi lại tự mình trở về, vừa rồi một đám hộ lại đến phụng quy tử lâu gây rối, lại bị tiểu quận chúa đốt cháy, đốt sạch kẻ gây rối. Việc ngươi điều tra có tiến triển gì không? Thuộc hạ đã cho người theo dõi nhà họ Chu. Nhà họ Mặc công tử đoán không sai. Đêm qua nhà họ Chu, người nhà họ Mặc gặp một kẻ áo đen bí ẩn. Chúng chắc là bị người sai khiến đến kinh triệu phủ vu cáo công tử. Cha được lai lịch kẻ áo đen bí ẩn chưa? Kẻ áo đen bí ẩn rất xảo quyệt, khinh công lợi hại, đã cắt đuôi người của chúng ta. Thuộc hạ đã cho người lật tung kinh thành. Không cần, hắn muốn đối phó ta, sớm muộn gì cũng ra tay. Đêm qua bắt đầu tiêu chảy, đi nhà xí người mấy lần, đến sáng nay đã kiệt sức, chỉ còn thoi thóp. Canh cổ tử lâu là canh nấu từ chuột chết, thịt heo là thịt chuột, thịt bò là bò bệnh chết. Ta tuyệt đối không bỏ qua, phải đến kinh triệu phủ kiện phụng quy lâu. Đúng lúc thiên tứ tử lâu khai trương, phụng quy tử lâu xảy ra tai tiếng lớn như vậy, tuyệt đối không phải trùng hợp. Phụng quy lâu vô lương tâm, dùng thịt chuột chết làm thịt heo, còn cho chúng ta ăn thịt bò bệnh chết. Lão vương nhà ta ăn một bữa ở phụng quy lâu, người mọc đầy mụn đen. Đại phu nói lão vương hết cứu rồi, không qua khỏi đêm nay con trai ta cũng không cứu được. Đại phu nói hôn mê bất tỉnh, chuẩn bị hậu sự. Các vị hương thân phụ lão, chủ nhân phụng quy tử lâu là Tiêu Tứ công tử. Hắn dùng thủ đoạn độc ác hại nhiều người để trục lợi, bắt chúng ta ăn thịt chuột độc hại. Chúng ta phải đoàn kết, kiện lên kinh triệu phủ, trừng phạt gian thương. Hắn chính là gian thương khét tiếng Tiêu Tứ công tử, không thể để hắn chạy thoát. Mau bảo vệ chủ quán, cẩn thận, có người muốn giết. Muốn giết người rồi, không thể để tiểu quận chúa gặp chuyện. Nếu tiểu quận chúa bị thương dù chỉ một chút, tất cả đều phải đền mạng. Tên đàn ông hôi hám này nói bậy nói bạ, giết người phạm pháp. Nhớ nhiệm vụ của bạn, nhiệm vụ của tứ ca, bế muội qua đó.
mọi người đều nghĩ Tiểu Nãi Bao chỉ chạm nhẹ hắn, ai ngờ chỉ dùng 2 phần lực đã mạnh hơn một cái tát của hảo hán. Nếu dùng 4 phần lực sẽ đập nát đầu hắn. Ngươi kêu cái gì? Kêu to nữa có giải quyết được việc không? Một việc cứ kêu đi kêu lại mà không hỏi người của Từ Lâu giải quyết thế nào. Ngươi thật sự đến đòi công bằng sao? Ta đường đường là nam tử hán, bị tiểu hài như làm bẽ mặt, sao càng ngày càng đau vậy? Người nhà ngươi bệnh nặng, ngươi phải kiện phụng Quy Lâu, không phải nên đến Kinh Triệu phủ sao? Gây rối ở đây có ích gì? Ngươi lớn như vậy mà làm việc không ra gì. Cái đầu của ngươi giống như phần bò dưới chân ngươi, tự dẫm lên mình đi. Ha ha ha, tiểu quận chúa khí thế bừng bừng, bảo vệ hắn, hắn cảm động sắp bay lên trời. Con nha đầu, ngươi dám mắng ta, ta mắng ngươi đấy. Ngươi kiện thì kiện đi, nhưng ngươi lại không đến Kinh Triệu phủ, kêu nhiều dân chúng giúp ngươi, xem họ như khỉ mà đùa giỡn, rõ ràng là kích động lòng người, có ý đồ xấu. Các vị hương thân phụ lão, đừng nghe nó nói bậy. Ta ở đây vạch trần tội ác phụng Quy Lâu là để ngăn chặn thực khách khác bị phụng Quy Lâu hại. Tiểu tứ công tử, ngươi để tiểu hài nhi thay ngươi ra mặt. Vô lương tâm, ngươi lợi dụng tiểu hài nhi nhất định sẽ bị xét đánh. Không phải như vậy, các ngươi không được nói bậy. Nhìn tiểu hài nhi này, cố gắng bảo vệ gian thương lòng dạ bị chuột độc làm đen rồi. Nó chính là muốn đuổi chúng ta đi, giữ gìn danh tiếng của phụng Quy Lâu. Tiểu hài nhi này 14, 5 tuổi mà đã có khuôn mặt lẳng lơ, lớn lên chắc chắn sẽ tàn ác, yêu tinh hại nước hại dân, không thể mắng ta mà mắng y, chết. Tứ ca đừng giận, bọn họ mắng người sẽ thối miệng, muội sẽ không bị thương đâu. Y rất giỏi, mắng những lời độc ác với một đứa trẻ 5 tuổi. Ta không ngại bẻ gãy xương các ngươi để giúp các ngươi giải độc. Phụng Quy Lâu mở 4, 5 năm, chưa từng xảy ra chuyện tương tự, ngược lại còn có tiếng tốt. Tiêu Mỗ xin hứa tuyệt đối không có thịt chuột. Nếu trong Tử Lâu phát hiện thịt chuột, ta để Kinh Triệu phủ xử lý. Các ngươi có thể vào bếp tìm, tìm thấy thịt chuột, thịt bò bệnh chết. Sao các ngươi có thể để thịt chuột và thịt bò bệnh chết trong bếp? Đã sớm chuyển đi rồi, coi chúng ta là trẻ con 5 tuổi sao? Không cần nói nhiều với chúng, đập phá Phụng Quy Lâu trước rồi đến Kinh Triệu phủ. Tiểu quận chúa biến mất rồi. Ngụy trang cũng không tệ. Vừa rồi y vội vàng lấy 2 dây pháo. Gặp ta là các ngươi xui xẻo rồi. Ta sẽ buộc pháo vào thắt lưng các ngươi. Các ngươi đừng động đậy đấy. Pháo nổ giống như pháo hoa, rất đẹp. Ta còn muốn đưa các ngươi lên trời. Các ngươi trên trời biến thành pháo hoa, cháy hết sẽ rơi xuống, không phải sẽ nổ tung sao? Buộc xong rồi, ta sẽ châm lửa đây. Con nhà đầu chết tiệt, ngươi độc ác như vậy cha mẹ ngươi không biết sao? Ta thấy cha mẹ ngươi dạy ngươi làm người, sắp chết không có cơ hội mở miệng. Ngươi không phải sắp chết sao? Sao lại khỏe mạnh như vậy? Có thể chạy nhảy. Dân chúng tức giận, đám người này là lừa đảo, vừa rồi không nên kích động. Ta hiểu rồi, các ngươi đã chết rồi, bị pháo của ta dọa sống lại. Hai cái xác này toàn thân đều độc, chúng ta mau mang chúng đi chôn. Nếu không chúng sẽ lây cho chúng ta cũng sẽ chết. Ha 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 ha. Tiểu quận chúa thật là một bảo bối, làm người ta cười đau bụng. Chúng ta không phải xác chết, nó nói bậy. Sao các ngươi có thể tin lời nó? Kim Đại Lương và Lý Nhị Cẩu thấy xác chết sống lại, hận không thể dùng ánh mắt giết họ. Hắn bị cháy đen, thật đáng thương. Hắn cũng giả bệnh lừa người sao? Ngươi đừng động vào lão Hương nhà ta, ngươi nhà đầu này thật quá đáng. Hủy chứng cứ trước mặt mọi người, hắn không phải giả đâu. Hắn nhiễm dịch bệnh mới đen như than, giờ phải thiêu chết hắn. Nếu không hắn sẽ lây bệnh cho người khác, chúng ta đều sẽ chết, cả thành sẽ chết. 50 năm trước, Kinh Thành trải qua một trận dịch bệnh lớn, chết hàng vạn người. Đến nay dân chúng vẫn nhớ như in, trong lòng sợ hãi. Lão Vương nhà ta không bị dịch bệnh, con nha đầu này nói bậy, lừa các ngươi. 50 năm trước trận dịch bệnh đó, không ít xác chết bị dịch bệnh giống hắn. Toàn thân có đốm đen. Đốt đi, đốt đi. Các ngươi đều là lừa đảo giả bệnh giả chết, bôi nhọ Phụng Quy Lâu. Các ngươi thật thiếu đạo đức. Chúng không phải thiếu đạo đức, mà là thiếu đòn. Tiêu Cảnh Từ đã dặn Vô Ảnh, sau đó Vô Ảnh dẫn đám tay sai bắt chúng.
nhốt vào ngục tối, tra tấn ba kẻ chủ mưu đến chết. Tứ ca huynh xấu, huynh không phải bà bảo nữa, sao lại chảy nước miếng? Huynh đói muốn bú sữa sao? Nhưng mẹ sẽ chê huynh. Lớn thế này còn muốn bú sữa? Y, muội là phúc tinh của ta.